ai biết ra sao một kiếp người nhiều đắng cay trong tiếng cười để xót xa trong cõi lòng chờ mong thế thôi. Còn nhớ chút thế thai nhân tình đó, hết cơn mưa mong trời sáng ấm nụ cười bên trẻ thơ yêu thương. Yêu đuối em khóc bao tháng ngày bão giông, thương những chiếc lá buồn hắt hiu, đầu cành lao đao trong gió mưa. Là em yêu đuối, năm tháng sẽ xóa dần nỗi đau, hạnh phúc em mãi tìm ở đâu, bao giờ thôi hết hoài mong. Sau một kiếp người nhiều đắng cay trong tiếng cười để xót xa trong con lòng chờ mong thế thôi. Còn nhớ chút thế thai nhân tình đó, hết cơn mưa mong trời sáng ấm nụ cười bên trẻ thơ yêu thương. Yêu đuối em khóc bao tháng chiếc lá buồn hắt hiu, đầu cành lao đao trong gió mưa. Là em yêu đuối, năm tháng sẽ xóa dần nỗi đau, hạnh phúc em mãi tìm ở đâu, bao giờ thôi hết hoài mong. Em xin thay mặt ban kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu dân chủ bầu ra ban chủ nhiệm hợp tác xã. Bà Huỳnh Mỹ Lệ đạt 100% số phiếu. Chúc mừng chị. Cơ bộ người ta hết thời rồi sao? Đạt 90% cứ một điều hai điều gọi chị không. Bà Lê Kim Nghe Mai đạt 88% số phiếu. Bà Võ Thị Lý đạt 82% số phiếu. Chị Bành Thị Huệ đạt 80% số phiếu. Ông Nguyễn Tiến Thành đạt 75% số phiếu. Xin mời ban chủ nhiệm lên trình diện. Mừng bà nhà được tín nhiệm. Tưởng ông phải chia buồn với tôi chứ. Tại sao? Cô ta càng làm lớn càng xa tôi hơn. Mời bà Huỳnh Mỹ Lệ thay mặt ban chủ nhiệm hợp tác xã phát biểu. Em xin hứa với các đồng chí lãnh đạo đảng và chính quyền cả nước, thành phố, quận, phường cùng toàn thể bà con cô bác xã viên là em sẽ đưa hợp tác xã đi theo con đường làm ăn lương thiện và ngày càng ăn nên làm ra, tăng vốn đẻ lời để góp phần xây dựng dân giàu nước mạnh. Dì không ngờ có lúc trở lại kiếp bán rau bán cá như ngày xưa. Phải gỡ từng cắt bạc như bây giờ. Dạ có gì đâu, công sức mình bỏ ra lượm bạc cắt cũng quý mà gì. Thôi xong nhiệm vụ của tôi rồi đó. Không ai dám trường mặt ra bán mấy con tép này đâu. Dạ anh cứ vô đi để em bán được mà. Cá này bán không được là không có tiền trả tiền công cho mày đâu nha. Con nhỏ này hãm tài, vô đi. Cá đây, cá đây, cá tươi đây. Mua cá đi chị. Ủa sao hôm nay có hàng cá ở đây? Dạ, cá nhà em nuôi đó, toàn bằng cám gạo. Cá tươi lắm chị. Cá này chị nấu món gì cũng ngon hết á. Chị mua cho em vài ký nha chị. Sao, mua không? Ừ. Mua đi chị. Cá đây vừa ngon vừa rẻ, lại không có chất hóa học nữa. Cho 2 ký đi, để về làm đồ nhậu cho ông xã nha.
cho tôi 1 ký nữa. Cảm ơn chị. 12.000 ký so với hồi được giá cũng chẳng kém bao nhiêu. Nói dân miệt ruộng mới dặn dạy như vậy đó, chứ cứ để bán mối có nước lỗ sặc gạch. Tháng này dì may thưởng cho con bộ đồ để đi chơi, chứ tới đâu cũng có bộ đồ này, quê muốn chết. Con có đi đâu đâu mà cần. Bộ định chết già ở đây chứ. Nè, thôi, để tôi mua cho bộ đồ mô đen, chứ để mấy bà lựa hả, làm sao hết quê được. Mặt kiểu mày á, nó thành con ngựa chứ đâu phải là con ngọc nữa. Ê, mà khỏi mua, để tao thảy cho nó mấy bộ đồ cũ, vẫn còn đẹp hết sảy luôn á. Kẹo dừa thôi bà. Em không cần đâu mà. Vậy thì đỡ tốn. Càng tốt. Hôm nay mời dì Thọ Dượng Đại qua mở đồ nhậu, để mừng giải phóng khỏi nghề nuôi cá nghe má. Bây giờ không biết xoay nghề gì để sống đây. Buổi tiệc này vui về vụ bán cá, nhưng không phải là tiền ở đó đâu. Hôm nay là tôi thắng bài khâu cả nhà đó nha. Lúc thua thì ai cũng chửi tôi hết, còn lúc thắng chả thấy ai khen. Thôi má không uống được. Má già rồi, uống chi cho lên máu. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Hết rồi thì kéo ghế ngồi xuống luôn đi con. Dạ. Bữa tiệc hôm nay có là công lớn của con đó. Thôi má khen như vậy là đủ rồi, còn phải giữ tôn ti trật tự nữa chứ. Không có chuyện người làm mà ngồi ngang mâm chủ. Xuống bếp, cần gì tao gọi. Bà chưa phải đâu bà. Thời buổi này mà mày vẫn... Thời buổi nào cũng phân biệt giàu nghèo chủ tớ hết. Trời ơi, lúc bà cần bán cá và bán thịt heo trước cửa, sao bà không đủ nó như vừa rồi. Dẹp chuyện đó đi mày. Hôm nay làm tiệc mừng á, là để cảm ơn Dượng Đại đã sớm báo tin cá heo xuống giá, nên nhà này lấy mới kịp thời đi cứu được một bàn thua trông thấy. Nào mời. Nè, tôi qua báo trước đó nghe. Vì là người nhà tôi đâu cần phải cảm ơn. Bộ rẻ tôi là người dân chắc. Tụi bay chẳng biết là được khen hết. Con Ngọc bán hết vào lúc xuống giá mới giỏi, chứ báo tin thì nhầm nho gì. Kể ra nhà mình có con Ngọc cũng hên đó má ha. Má với bày khen nó vừa thôi, để người làm dắt mũi lúc nào không biết đó. Dắt mũi tôi bộ dễ lắm hả? Thấy mấy nhà khác ùn ùn chạy ra chợ bán đổ bán tháo, có nhà còn đem cá ra sông Sài Gòn đổ nữa, mắc cười quá. Nè, mừng nhà tao thắng lớn. Thưa má, hôm nay vợ chồng con về đây, ngoài việc ăn mừng đã thanh toán hết số cá mà gia đình đã nuôi, tụi con muốn bàn với má về số đồ sứ của ba để lại. Con báo cho má một tin vui, là vợ chồng con đã tìm được chỗ mua hết số đồ sứ trong nhà của má rồi. Làm sao bán được hả con? Họ đồng ý mua theo giá đồ mới. Là vậy. Số đồ cổ này từ sau giải phóng không ai biết giá trị của nó, cũng chẳng ai chơi. Dù có bán cách nào cũng bị tính bằng giá da chai, nhưng bây giờ có người chịu mua bằng giá đồ Trung Quốc mới. Chén tính theo giá chén, dĩa tính theo giá dĩa, còn bình á thì tính theo giá bình. Vậy là hên lắm rồi. Con nghĩ lúc này mình không tranh thủ bán đi, thì mai mốt cũng bán đổ bán tháo à. Có năn nỉ cũng không ai mua. Bây giờ người ta xài đồ hiện đại, chứ ai thèm xài đồ cũ. Má thấy như sao? Thiệt là ngược đời. Nhưng thôi, bán được thì cứ bán đại, rồi tính chuyện khác làm ăn. Chứ má cũng hết trơn vốn liếng rồi. Ngọc à. Dạ. Con ăn cơm chưa? Dạ lát con ăn. Lại lau nhà nữa hả con? Dạ con rửa chuồng heo. Con rửa gì mà rửa hoài vậy? Dạ chị Lộc nói rửa cho sạch rồi dọn lên ở. Chứ sao, heo bán rồi, cho nó ở đó để có hơi người, không thì phòng đó bỏ luôn, ai đâu mà dám ở. Thôi con cứ dọn vô đi, rồi qua gì cho chai dầu thơm xịt đỡ. Dạ. Má bà đặt, nó thì hơn gì. Bà quá đáng thiệt á. Thôi đi, vừa phải thôi, nó cũng là người như mày,
ác lắm. Lúc xa cơ không có người thương đâu con. Mình thương mình là được rồi. Ngán mấy người quá. Alo, Hương Liễu nghe đây. Anh Phát nè, lâu quá mới gặp em. Quên đi. Em, anh cũng không quên được. Mà tiền vốn của anh lại càng không quên. Tôi không có dính gì tới anh đâu nha. Không có chứng cớ gì hết. Phát hả? Tao đây, mày cần cái gì? Trước đây làm ăn cùng con Lệ, nhưng vợ bển thành lập hợp tác xã, nó lên làm bà lớn, mình cũng hết nhờ. Dù nuôi heo cá trê phi thoát nạn là mai, nhưng cũng ớn tới già, bây giờ không biết tính làm sao. Con thấy mấy đứa bạn con chuyển qua nuôi chim cút và gà công nghiệp, bán lại rai cũng được lắm. Con đang tính tham khảo để học nghề, chứ ở không chán quá. Thôi đi dì ơi, bây giờ tôi nghe ai nuôi cái gì là tôi muốn nổ ốc lên rồi. Có con Ngọc rồi, chị có phải nhúng tay vô chuyện gì đâu mà chị sợ. Ai làm gì má cũng phải bỏ vốn. Thiên hạ họ ăn ốc không sao, nhà mình cứ lao theo là phải đi đổ vỏ. Má ớn lắm rồi. Anh Đại có cách gì bài đi. Sắp tới đây có một số đại gia của thành phố lập cái quỹ tín dụng nhận vay tiền với lãi suất từ 10 đến 20% mỗi tháng. Bao nhiêu? Dây nóng hả? Không, lâu dài, công khai, hợp pháp đàng hoàng. Làm gì có. Chắc chắn mà. 20% với những đối tượng ưu đãi vốn lớn gửi lâu này kia, 10% với thường dân là thông lệ. Ờ, có tiền gửi đó thì khỏe re, khỏi làm cũng có ăn nữa. Đó, hàng ngày báo đài và TV vẫn quảng cáo mỹ phẩm Thanh Hoa đó. Nó ăn nên làm ra lắm, nên mới dám vay với lãi suất cao như vậy. Gì? Giám đốc là cha mù đó hả? Không, đó là hãng Mumaco. Mù nhưng làm ăn giỏi hơn người sáng. Già mất tật lại lấy được một em hoa hậu đủ thấy siêu sao rồi. Tôi đã tới tham quan rồi, được mấy ông ủng hộ lắm. Chụp ảnh toàn với mấy ông bệ vệ không hả? Vợ lớn vợ bé mấy ông đều gửi tiền vào đó hết. Thôi, nếu thấy đáng tin thì tâm sự nhờ con hỏi giùm. Yeah. Gom lại, có nhiều gửi hết. Ra mua xì rượu có thuốc. Dạ anh chờ em chút. Sao còn bao nhiêu đầu dư không ăn? Vậy là có tủ lạnh chiều ăn. Mà em cũng không quen ăn đồ dư. Bắt đầu học chảnh nữa hả? Đâu có. Anh nhờ em một chuyện. Chuyện gì? Em ghé quán con Liễu giùm anh. Không, em hỏi thiệt, anh vẫn còn thương chị hả? Chẳng hiểu sao nữa, tiền không có mà tình cũng không. À,
Em bàn danh cách này cho anh có tiền, nghe hay không tùy anh. Cách nào? Anh có nghe chị Thọ, chị Lộc bàn với dì bán số đồ cổ trong nhà theo giá đồ mới không? Nghe rồi. Anh cũng muốn bán đại đi cho rộng nhà. Mình là dân mô đêm mà, để ba cái thứ đó trong nhà lạc hậu thí mồ. Em biết có một người có thể tìm được chỗ mua số đồ đó đúng giá. Ai? Nếu bán được anh nói bà già chia cho phần trăm, rồi anh chia cho em một nửa. Em không cần. Anh còn nhớ chú mì đâu với nhà em không? Làm sao quên được ông già đó. Lúc trước có hồi chú ấy móc nối mua đồ cổ ở vùng quê cho mấy ông trên thành phố. Em nghĩ chú ấy có quen biết với dân buôn bán đồ cổ thứ thiệt, có thể chú ấy sẽ giúp được anh. Tức là phải về dưới quê, mà cha già đó lại không nuôi anh. Hay là anh xin bà già cho em về chung? Không được đâu, em là người làm không dính vô được. Em sẽ viết thơ. Nếu anh không dám về một mình, em sẽ nhờ anh Tám, anh chị Lệ đi chung với anh. Chắc được á. Nếu trúng quả này, cả nhà sẽ sáng mắt ra. Không ai nói thằng Phát ăn hại nữa. Và anh sẽ cho con Liễu một bài học. Đã. Lúc nào cũng liễu, liễu. Ngu gì đâu á. Phát ơi, anh Phát. Chuyện gì vậy? Anh Tám tới rồi kìa. Gì mà sớm dữ vậy? Anh xuống lẹ nghe. Ngọc à. Dạ. Có phải xe thằng Tám không con? Dạ con không biết. Mà nó bỏ buôn chuyến rồi còn gì. Em nhờ anh gửi tiền quà cho má với mấy đứa em. Nhớ nói em khỏe nghe. Được rồi. Nhưng mà nè, nhớ giữ bí mật đó nghe. Dạ. Ngọc à. Dạ. Mới vừa nghe tiếng thằng Phát đi đâu hả? Dạ con không biết. Coi nhà mà cái gì cũng không biết. Con xin lỗi. Mày đi đâu mà đem cái vỏ to tướng quá vậy? Cái bình sứ đó mà. Mày chạy đồ nhôm hả? Bậy nè. Thấy ông Đại bà Thọ định bán rẻ, con Ngọc mới sực nhớ chú mày đâu lúc trước có quen với mấy tay buôn đồ cổ, nên nó xúi em xuống tìm. Trời ơi, sao mày ngu quá vậy? Ở trên thành phố không có chỗ bán hay sao mà mày nghe lời nó xuống dưới kiếm? Ở đây nhà nước cấm buôn bán đồ cổ, mình tìm không đúng chỗ để bán, họ hốt hết thì sao? Ha. Con Ngọc nói vậy mà lanh dữ. Con Ngọc đâu rồi? Dạ. Chị kêu gì em? Mày coi tao có đáng nuôi cơm mày không? Từ sáng tới giờ mày không chịu lau nhà dọn dẹp gì hết. Em lau rồi mà.
Mày vô dòng kiến, coi cái mặt mày sạch hay dơ. Mày đi lao từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên 3 lần. Nếu nhà này còn hột cát nào mày biết tay tao. Dạ, em sẽ làm. Ăn thì như sáng múc, làm thì như lục bình trôi vậy. Thôi đi mà, đừng có rề quang nó. Má mới dọn mấy chỗ kiện rớt đất ra đó, chứ nó lau sạch rồi mà. Trời đất, bướng nó làm mọi việc mà má còn nhúng tay vô làm gì. Mày thấy má tao làm mà đứng đó chơi được hả? Dạ, em ra giặt đồ em đâu có thấy. Cái gì mày cũng cãi bướng được hết. Đi làm đi, hết ngày hết buổi rồi. Nó lớn tuổi, chưa có gia đình nên khó tính vậy đó. Con đừng chấp nó. Con đi giặt đồ. Má, má ra đây mà coi nè. Mất cái bình cổ rồi nè. Hôm qua má vẫn thấy còn ở đây. Vì mà vậy mới có chuyện để nói chứ. Hay là thằng Phát? Không phải đâu má. Nếu nó tính lấy thì lấy lâu rồi, đợi gì đến hôm nay. Vậy thì ai vô đây? Nuôi ông tay áo chứ sao. Chỉ có con Ngọc lây quay suốt ngày ở nhà không à. Má không tin là nó. Ai mà má không thấy tốt. Ngọc, ra đây coi. Dạ. Nhìn cái mặt là biết gian rồi. Mày ăn cắp cái bình rồi nào. Dạ. Đâu có ăn cắp. Mày không ăn cắp sao mất. Mày còn giả nai với tao. Mày khai không? Không thì đưa mày ra công an, bỏ tù cho mày rụt xương rụt xác luôn bây giờ. Dạ, không phải em. Vậy mày ăn cắp với ai hả? Thôi. Hả? Thôi, hả? Thôi, thôi. Cho tao biết. Bình tĩnh con. Chỉ có nó thôi, đánh cho nó khai ra. Nếu con trót dại, muốn có tiền giúp má và các em, thì cứ khai đi, dì sẽ tha thứ cho. Má của con không có xài đồ ăn cắp. Chú Mười, nhớ con không? Thằng tặc tử như mày làm sao tao quên được. Tám. Dì Bảy có nhà không chú? Bà trọng á. Con vô gặp dì chút nghe. Bữa nay kiếm mấy con cá lóc nhậu chơi chú. Tao bỏ rượu rồi. Trời ơi, lúc này chú yếu đuối vậy. Mày đừng hiểu lầm tao nghe mày. Con Ngọc không có về chung hả? Dạ không, Ngọc bất bận, nó ở bên dì Lợi. Chú yên tâm. Con Ngọc nhờ con đưa cho dì tiền với quà của nó. Cảm ơn cậu. Nó vẫn khỏe. Nó làm ăn với anh Lệ sao rồi? Làm ăn gì đâu. Nó qua ở nhà con rồi. Ủa, vậy là sao? Má con nhận nó làm con nuôi. Dì yên tâm đi, ở bên đó tốt lắm. Thôi con đi nghe. Ừ. Mình đi thôi chú Mười. Mày kiếm tao á, chuyện này là đúng á. Cái xứ này á, nhiều chuyện lạ lắm. Chỗ dư á, thì không biết tiêu thụ ở đâu. Còn chỗ thiếu á, thì không biết kiếm ở đâu ra hàng. Tao sẽ tìm cho mày chỗ biết người biết của mà bán. Nếu mà chú tìm được mối bán, con sẽ qua hồng cho chú và anh Tám 10%. Tám, nghe nó nói ngon không? Tao đập mày một cái xẹp lép như con tép bây giờ. Thằng Mười đâu này mà ham tiền á, giàu lâu rồi. Tao giúp mày là vì tao thương con Ngọc, hiểu chưa thằng cà chớn? Con đâu có dính dáng gì tới con Ngọc mà chú giúp con. Dính tới mày cho con nhỏ tiêu đời hả? Thôi đi lẹ đi. Bảy ơi, tôi đi nghe Bảy. Con đi cái gì? Con đi gì vậy? Tụi tao ngồi đây thi gan với mày, coi ai thắng ai. Mày có chết, tụi tao lấy chiếu quấn mày lại đem chôn cũng không ai biết. Khôn hồn thì khai ra đi con. Em dạy lắm. Chiếc bình đó không biết giá trị, bán cũng không được bao nhiêu. Nhưng nếu công an điều tra ra thì tù chung thân cũng còn nhẹ.
khai đi. Anh sẽ nói hai chị cởi trói cho. Tôi không có lấy. Ê, tiền nè mày. Ý quên. Nè, nhớ đưa tiền tận tay cho má mày nghe. Có cần tao phải đưa vô tận nhà không vậy? Tình em đi, em phải lấy điểm với nhà em chứ. Tụi bay làm quá. Nó có làm sao thì cả nhà đi tù đó. Tội nó chịu chứ sao. Cứ theo lời của chị Lộc kể thì không ai khác ngoài nó. Lẽ ra phải đợi thằng Phát về hỏi đã. Mà không biết nó đi đâu. Từ hôm qua giờ chưa về. Là rút vô sòng bạc chứ gì. Muốn đánh bạc phải có tiền. Mà hồi này nó đâu có đồng nào. Má vẫn nghi là thằng Phát chứ không phải con Ngọc. Má ơi, sáng nay con gọi điện cho anh Quảng chồng bà Lệ, hỏi về con Ngọc hồi ở bên đó rồi. Ông nói nó có tật tái máy. Má không tin. Đứa nào gian dối nó hiện ngay ở con mắt. Thì đúng rồi. Mắt nó thòi lồi như ốc bu vậy. Chứ đâu phải mắt bồ câu như con. Trời ơi, quan tưởng bồ câu hay diều hâu vậy bà. Trúng bánh rồi, trúng bánh rồi. Có tin mừng nè. Chị Thọ cũng qua hả? May quá. Ủa, sao mặt ai cũng giống như đưa đám vậy? Tin mừng gì, thắng bạc hả? Còn hơn cả thắng bạc nữa. Con vừa đi tìm được mấy mối sưu tầm đồ cổ xịn. Họ chịu trả đúng với giá trị đồ cổ nhà mình. Có bao nhiêu họ cũng gom hết. Nên á, con còn tính đi hỏi ở mấy ông bạn của ba. Chị Thọ ơi, quỹ chương trình bán đồ cổ nhà mình theo giá đồ Trung Quốc tân thời đi nghe. Làm sao con kiếm được mối? Ai bày cho em vậy? Tự tôi nghĩ ra chứ ai. Mấy bà làm như tôi khờ lắm vậy. Ai đưa con đi? Con nhà anh Tám đưa đi từ sớm. Con Ngọc có biết không? Không biết. À, mà biết. Nhưng mà con dặn nó giấu để cả nhà bị bất ngờ. Nè, em về dưới con Ngọc có gửi cái gì về nhà không? Có. Có cái tiền gì qua. Thấy chưa? Tiền ở đó chứ đâu. Tiền gì? Chuyện gì vậy? Đó. À, cái bình cổ hả? Trời ơi, tôi còn phải cầm đi làm mẫu cho người ta chứ. Họ chịu trả giá 5 cây lận đó. Tiền còn đủ nè. Con đem về cho má đó. Hoàng gia, má đã nói các con phải thận trọng, không chịu nghe. Bây giờ lên xin lỗi nó đi. Cả nhà nghi con Ngọc lấy hả? Đó đủ rồi.